chịu phép rửa, ta hãy xin ơn sống xứng đáng là con cái Chúa. Anh chị em thân mến, tiếp liền theo lễ Chúa hiển linh kết thúc mùa Giáng sinh, giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ này được mừng rất là sớm, chỉ sau lễ phục sinh thôi. Chúng ta có biết lý do tại sao không? Thưa là vì nó bao hàm lời rao giảng của các tông đồ là khởi điểm cho tất cả những việc mà các tông đồ phải làm chứng. Vì thế mà vào những thời kỳ đầu của giáo hội, các giáo phụ đã đặc biệt quan tâm đến lễ này. Với tính cách cổ thời và tầm quan trọng của nó. Thứ đến, ấy, đây là lần đầu tiên mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải một cách đầy đủ và rõ ràng nhất. Cái lý do nữa ấy, là lễ Chúa giê -xu chịu phép rửa nơi sông Jordan Đan loan báo trước cho phép rửa bằng máu của Chúa trên thập giá tượng trưng cho tất cả hoạt động có tính cách bí tích của đấng cứu thế. Để cứu rỗi nhân loại, dù vô tội, Chúa Giêsu đã đặt mình vào hàng ngũ các tội nhân, mang trên mình tội lỗi của thế nhân. Hành động khiêm nhường và tự hủy này được Chúa Cha chứng giám. Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha cùng với Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình chim bổ câu đậu xuống trên người để chỉ cho chúng ta tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh mà chúng ta sẽ thấy diễn ra tương tự nơi biến cố Chúa biến hình. Câu hỏi được đặt ra Chúa Giêsu là đấng vô tội sao lại đến xin doan làm phép rửa thánh gregorio giám mục nazian cho biết có thể là chúa muốn thánh hóa kẻ sắp làm phép rửa cho chúa nhưng chắc chắn để chôn vùi trọn vẹn con người Aram cũ trong dòng nước thật vậy trước khi thanh tẩy ta và để thanh tẩy ta, Chúa Thánh hóa sông Gio Đan. Vì người vừa là thần khí, vừa là xác phạm, nên người cũng muốn nhờ thần khí và nước để đưa chúng ta vào đạo Nên thưa anh chị em, dù Doan là phép rửa, ông cũng chỉ là đèn đối với mặt trời, tiếng nói với lời, phu rẻ đối với chàng rẻ người cao trọng nhất trong số những người sinh bởi đàn bà và trưởng tử mọi loài thọ sinh. Người nhảy mừng trong dạ mẹ với đấng được thờ lại ngay khi còn trong lòng mẹ. Người tiền hô hiện tại và tương lai với đấng vừa xuất hiện và sẽ xuất hiện. Quá thật! Doan biết rằng mình sẽ được thanh tẩy bằng cuộc tử đạo. Thánh Phêrô Kim Ngôn thì giải thích rằng khi Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu thì tôi tớ đóng vai ông chủ, con người đóng vai Thiên Chúa, ông Gioan đóng vai Đức Kitô, ông đóng vai đó để lãnh ơn tha thứ chứ không phải để ban phát nên doan giảng phần tôi tôi đã rửa anh em trong nước nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến và tôi không xứng đáng cởi dây dày cho người chính người sẽ rửa anh em trong chúa thánh thần và trong lửa họ đây là cái phép lạ vĩ đại xảy ra sau khi đấng cứu thế chịu phép rửa. Cái phép lạ này ấy là khúc dạo đầu cho những gì sẽ xảy ra. Đây không phải là thiên đàng khi xưa đóng lại vì tội của Adam nay mở ra, mà chính trời mở ra. Chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa người đang cầu nguyện thì trời mở ra và thánh thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra: Tại sao khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong trời lại mở ra? Chúa Giêsu chịu phép rửa xong trời mở ra là Chúa Giêsu nâng thế gian lên cao với người. Vì khi Adam phạm tội, á, chúng ta biết là ông bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, cửa trời đóng lại và bị lưỡi gươm lửa cấm đoán, không cho mình mà cũng không cho con cháu bước vào. Nay nhờ Chúa Giêsu mà cửa trời được mở ra trời mở ra, con bà khải cho doan tẩy giả và những người do thái biết chúa giêsu là con thiên chúa theo thánh doan kim khẩu thì cái điều này muốn dạy chúng ta rằng một sự tương tự vô hình cũng xảy ra khi chúng ta chịu phép rửa tội chúa thánh thần cũng ngự vào tâm hồn chúng ta Ngài không ngử đến một cách hữu hình. Bởi vì chúng ta không cần. Đức tin hiện nay là đủ rồi. Thiên Chúa mở cửa trời để kêu gọi chúng ta hướng về trời. Vì quê hương chúng ta là quê trời. Và mách bảo cho chúng ta rằng chúng ta không có gì ở dưới đất. Tại sao Thánh thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu? Thưa chim bồ câu rất dịu dàng và trong sạch. Và Chúa Thánh thần ấy là thần khí êm dịu và an bình. Chim bồ câu ấy, cũng nhắc cho chúng ta nhớ lại trận lụt đại hồng thủy trong cựu ước đã nhấn chìm trái đất và toàn thể loài người trong cơn hư mất. Chim bồ câu ngậm cảnh ô liu xuất hiện để báo đại hồng thủy đã chấm dứt tin vui hòa bình cho toàn thế giới. Giờ đây, tất cả những điều này cũng tiên báo về tương lai. Khi tất cả đã hư mất, nay được giải thoát và đổi mới điều gì đã xảy ra khi nước lũ đến ngày hôm nay như là một lũ lụt của ân sủng và lòng thương xót chúa chim bồ câu thay vì ngậm một cảnh ô liu báo cho noe là người duy nhất bước ra khỏi tàu để đặt chân lên mặt đất nay chim bồ câu báo tin trận hồng thủy tràn ngập thế gian đã lui đi. Thế gian không còn chìm ngập trong cảnh trầm luân muôn đời nữa. Phẩm giá ơn gọi làm con thiên chúa của chúng ta đã được phục hồi. Và lôi kéo hết thảy mọi người lên thiên đàng. Lời ngôn sứ nói: tiếng chúa vang rền trên sóng nước thiên chúa uy linh tung sấm sét với tiếng người hỏi tiếng nào vậy này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ là người ta chọn ta hài lòng về người ta ban thần trí ta trên người đây là tiếng từ trời vọng xuống để làm chứng cho đấng từ trời mà đến. Tiếng đó bày tỏ lòng tôn trọng thân xác dưới hình chim bồ câu. Vì thân xác đã được thần hóa khi Thiên Chúa tư tỏ mình ra trong thân xác. Con là con yêu dấu của cha, con đẹp lòng cha. Vậy thưa anh chị em, phép rửa của Chúa Giêsu và phép rửa của chúng ta có liên kết chặt chẽ với nhau. Trong mối liên hệ ấy với Thiên Chúa, chúng ta được tái sinh và trở nên con cái Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.